Bộ Y tế lên tiếng về thông tin xử phạt người độc thân. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đăng tải một số nội dung thông tin về việc Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra ý kiến đề nghị thí điểm xử phạt người độc thân. Bộ Y tế khẳng định đây là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận. Cụ thể, ngày 13 tháng 8 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có công văn số 4737 về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong đó có nội dung cử tri đề nghị có biện pháp cụ thể để nâng tỷ lệ sinh ở các vùng đô thị. Nội dung văn bản cho biết nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đảm bảo tốc độ gia tăng dân số và duy trì cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động hợp lý, góp phần vào sự phát triển dân số bền vững, ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 588 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Tại những địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, cần tập trung ưu tiên thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp nhằm vận động, hỗ trợ, khuyến khích người dân sinh đủ hai con, không có nội dung xử phạt người độc thân. Bộ Y tế khẳng định thông tin về việc xử phạt người độc thân là thông tin sai sự thật, cố tình xuyên tạc gây hiểu lầm, bức xúc trong xã hội. Trước đó, ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bộ Y tế ban hành thông tư số 01 hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Bộ Y tế cũng đã nghiên cứu đưa một số nội dung hỗ trợ, khuyến khích nêu trên vào dự án luật dân số, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 năm 2025. Tại một số tỉnh, thành phố vùng mức sinh thấp và mức sinh thay thế đã ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối tập thể, cá nhân như khen, thưởng tiền cho các tập thể là xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố đạt và vượt tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật, hỗ trợ các chi phí y tế một lần, sinh con đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, hỗ trợ giảm học phí từ bậc học mầm non đến bậc trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Một số tỉnh đã triển khai mở rộng các mô hình nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ không hai con trước 35 tuổi, xã phường thị trấn đạt chuẩn sinh đủ hai con, điển hình như tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ.